em lấy nghe. Ghé mua đi anh. Nhưng mà lần sau, còn lần này thì anh phải bao em trà sữa đó. Lựa đi. Được, em cứ lấy đi không thành vấn đề. Mua đi em khuyến mãi cho. Chuyện đó. Đại ca cứ để em lo. Không có gì, để tao lo. Vậy, vậy. Ê, mày nhìn đít bạn gái tao hả mày? Ủa, có hàng ngon thì phải khoe ra chứ anh trai. Không thích cho thì giấu ở nhà cất luôn đi. Với lại quan trọng á, tôi không chỉ nhìn đít, mà bây giờ khoái nhìn ngực hơn. Thằng này, mày mạnh miệng dữ ha. Nè, tao không chỉ mạnh miệng thôi đâu, cái khác của tao cũng mạnh dữ lắm, mới biết không? Mất dạy, có ngon chơi tay đâu với tao mày hả? Chơi cưng chờ anh xíu nghe. Mày qua đây. Trời. Thằng khốn này, mày biết tao là ai không hả? Chết với tao này con. Hãy trả. Hãy trả. Ê Lùng, bớt múa múa giùm tao cái đi. Mày nhào vô luôn đi. Được. Chơi đi. Anh ơi, anh có sao không? Trời đất ơi, anh chảy máu kìa. Mà máu. Trời ơi. Răng, cái răng vàng của tao. Trời ơi. Giờ sao Lùng? Vậy cô gái này, cho tao xin nghe. Mày ngon quá ha. Mày, cái tội dám đánh gãy cái răng vàng yêu quý của tao. Tụi bay quất nó cho tao. Ê, gì vậy? Mày dám trốn tao hả? Giật nợ của tao. Chừng nào mày mới trở đi? Hả? Mày lại đi. Mày qua đi. Ê, tránh ra hết. Mày ở lỗ nào chui ra vậy? Quất hai thằng nó luôn cho tao tụi bay. Trời ơi. Quất nó. Quất nó đi. Đứng lại mày. Quất theo lại. Đừng để cho tụi nó chạy thoát nghe. Mày chưa? Chết tụi nó cho tao. Mày lì dữ vậy. Anh đi. Mày ngon chạy đi. Đánh nó cho tao. Đánh đi, đánh đi. Làm gì mày? Vào vô đi. Chạy bay, chạy bay. Nào vô trước. Nào vô trước đi, tao vô sau nè. Này, đánh ai vậy? Mày. Đánh nó đi. Mày nào đánh trúng tao thưởng. Đánh nó cho tao tụi bay. Đánh nó. Tao có tiền nè. Trời ơi, đừng chọi mày. Mày ngon ha. Đánh nó đi. Đánh nó. Đánh chung coi. Ừ đúng rồi. Đánh đi. Hay lắm, hay lắm. Thằng nào nhào vô, tao thưởng hết đống tiền này. Chạy. Ê, nó chạy tiền rồi. Ê, đợi tao với. Đánh gì không cho người ta nghỉ luôn trời. Mày tưởng mày ngon lắm hả mày? Hai.
Sao rồi? hơi đau xíu thôi. Đây, anh Sunan, anh mà không tới em cũng giải quyết được hết cái đám này à. Chỉ giỏi cái miệng thôi. Lần này vì chuyện gì? Trời ơi, em cũng đâu có muốn kiếm chuyện với ai đâu anh. Toàn người khác kiếm chuyện với em không mà. Vậy hả? Em nghe điện thoại chút nha. Anh Rakan, em nghe nè. Đúng rồi, anh ấy đang ở đây nè anh. Dạ. Tìm tao hả? Để em chuyển lời cho. Anh Sunan, ông chủ đang tìm anh. Mày tránh xa Rum Ran ra có được không vậy? Tao không có ý gì hết. Không cần lo. Những hành động vừa rồi của mày hoàn toàn trái ngược. Cho dù mày có nói gì đi nữa, tao vẫn khẳng định giúp. Mày đừng có tưởng mày là người của chú Côn thì mày quay lắm. Mày nghĩ là không có ai dám làm gì mày hết đúng không? Mày dùng cái đầu của mày nhớ cho kỹ đi Sunan. Rum Ran là bạn gái của tao. Mày đừng có rình mò giành giật của tao nữa. Cho dù mày là người của chú Côn đi nữa, tao cũng không có sợ đâu. Trước giờ tao chưa từng giành giật cái gì của ai. Tao cũng chưa bao giờ dựa vào uy quyền của chú Côn để ra qua gì đó. Nếu thật sự có ngày mày mất đi Rum Ran, là do tự mày chuốc lấy. Đừng có dạy lời tao. Đánh hay quá ha. Theo tôi tới phòng làm việc. Ngay bây giờ. Anh Rakan, anh Rakan, có chuyện gì? Tại sao ông chủ chỉ gọi hai người đó vào gặp vậy anh? Còn chúng ta, sao không được vào vậy? Em không hiểu gì hết. Làm sao mà tao biết được ông chủ đang nghĩ gì chứ? Trời ơi! Nếu như muốn biết tới vậy, thì tự đi hỏi ông chủ đi. Trời ơi, anh ơi!
Nếu em mà dám hỏi ông chủ thì cần gì hỏi anh. Trời ơi. Bạch Kỳ Lân là một phần của băng nhóm Quả Diệm, cho nên dù là người của ai đi nữa cũng đều là anh em một nhà. Từ nay không được cấu xé lẫn nhau, có hiểu không? Dạ. Dạ ông chủ. Nếu như hai cậu thấy ngứa tay ngứa chân, muốn trổ tài đọ sức với nhau, tôi sẽ có việc cho hai người làm. Việc gì ông chủ? Giết người. Giết ai vậy ông chủ? Tới thời điểm thích hợp sẽ biết. Vậy còn Prakan? Lần này tôi muốn thấy hai cậu đọ sức, xem ai xứng đáng là cánh tay phải. Nhưng mà Sunan đâu phải là người của mình đâu. Tôi cũng biết cậu là người của chú Côn. Chắc cậu không có hứng thú trở thành cánh tay phải của tôi. Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận phần thưởng 5 triệu. Chuẩn bị tinh thần đi. Còn chuyện chừng nào ra tay, tôi sẽ thông báo sau. Quan trọng là tuyệt đối không được để cho ai biết nhiệm vụ lần này. Ra rồi. Anh Gân, sao rồi? Tránh ra đi. Phiền phức quá. Anh Sunan, ok không anh? Ừ. Ông chủ nói sao anh? Đừng có làm phiền mà. Phiền phức thiệt. Mọi thứ sao rồi? Trời ơi, dĩ nhiên là ổn rồi. Đối với thằng Bin này chưa bao giờ tồn tại hai chữ thất bại. Ông chủ hình dung có được không? Ném hòn đá đi. Búp. Vậy nè, đó, y như vậy đó ông chủ. Đơn giản. Ông chủ dự tính làm gì? Hiện tại cô không cần biết chi tiết đâu ra cần. Chỉ cần làm theo những gì tôi dặn là được. Dạ ông chủ. Trời ông chủ,
Em cũng muốn biết nữa ông chủ. Nói cho em biết chút xíu thôi cũng em được biết. Trời ơi anh. Dạ không biết cũng không sao. Hả? Anh nói sao? Anh lại muốn tôi làm mục tiêu để dụ bọn Sâm Trai xuất hiện hả? Vậy thì tôi có thể giải quyết nó như ngài mong muốn. Trời ơi trời, anh cứ sắp xếp người đi gây khó dễ nó là xong chuyện rồi hả? Ngài cũng biết là nó vô cùng cẩn thận, khó mà gây khó dễ với nó. Nhưng nếu ta dụ nó ra ngoài rồi bắn chết khi nó còn chưa kịp phòng bị, một phát mọi vấn đề sẽ được kết thúc. Vậy anh muốn tôi giúp làm sao đây? Ngài giúp tôi dụ nó ra làm nhiệm vụ bảo vệ ngài, rồi người của tôi sẽ giải quyết thằng đó tiếp. Hey, anh cũng thừa biết tính thằng đó rồi. Nếu tôi tự mình làm mục tiêu dụ nó, Sâm Trai nó cũng không có ra đâu, cho dù đó là lệnh của sếp nó. Vậy có cách nào để dụ nó xuất hiện hay không? Đúng lúc tôi chuẩn bị tiếp khách từ nước ngoài. Khách này là một doanh nhân tầm cỡ và người có địa vị cao. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng ông ta làm mục tiêu đó. Là ngài bộ trưởng Richie hả? Ngài ấy muốn đội tôi đi làm bảo an sao? Không phải kêu các anh đi bảo vệ ngài bộ trưởng, mà là bảo vệ Mr. Oliver. Người này là doanh nhân nước ngoài, khách quý của bộ. Ông ta đang hợp tác với chính phủ trong một dự án lớn, cho nên chính phủ rất coi trọng công tác tiếp đãi ông ta. Còn ngài bộ trưởng Richie này có nhiệm vụ đón tiếp. Tôi biết anh Sâm Trai, trước đây anh từng có chuyện khúc mắc với bộ trưởng Richie, cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Anh thấy sao hả? Cấp trên ra lệnh thì tôi cũng không có ý kiến. Tôi nhận. Tốt lắm. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên rằng anh đồng ý nhận vụ này. Rõ. Tôi đã chuẩn bị súng cho hai cậu. Dạ. Tập cho quen tay đi. Tới ngày ra trận đừng có để sai lầm đó. Đã rõ, tuân lệnh. Lần này cả hai tuyệt đối không được thất bại. Mục tiêu là ai? Đúng vậy, là ai? Các cậu không cần biết chuyện đó. Chỉ cần phụ trách vị trí mà tôi yêu cầu là đủ. Đúng thời điểm, sẽ có người dụ mục tiêu ra cho các cậu. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là một nhiệm vụ đặc biệt. Tuyến trên yêu cầu chúng ta hỗ trợ lực lượng để mọi người cùng chung tay bảo vệ khách quý chủ chính phủ ngày hôm đó. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta không được bỏ bê, truy đuổi dấu vết băng quả diễm. Nên chúng ta phải chia lực lượng ra làm hai. Do đó lần này sẽ phân chia như sau. Đội thứ nhất là đội bảo vệ khách quý. Còn đội thứ hai sẽ có nhiệm vụ theo dõi Tony. Nghe tôi nghe đây, đã khởi hành rồi, đang trên đường tới khách sạn á. Cảm ơn ngài.
đó là xe của tên Tony. Mau đuổi theo. Xin mời vào trong. Xin mời. Chúng tôi rất vui khi được gặp mọi người. Dạ. Yeah. Xin dạ mời. Đúng là như vậy. Tôi thấy như vậy rất là ổn. Ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp cả rồi. Mong rằng mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Khách đang chuẩn bị vào thang máy. Xin chào cô. Lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại Thái Lan. Chúng tôi rất mong lần ký kết này sẽ được thành công. Sau lần ký kết này, tôi rất mong cô hướng dẫn cho chúng tôi tham quan xứ Thái Lan này. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi đã tới khách sạn rồi. Gọi hai người đó đi. Bị xong. Ok. Khi tao xong việc này thì sẽ tới lượt mày thôi. Mình nói sao rồi? Ông Tony có đồng tình gì không? Có đội trưởng. Tôi nghĩ tin mà chúng ta nhận được có lẽ là tin thật đó đội trưởng à. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Ở đây là đâu vậy? Vậy chúng tôi đang ở sảnh khách sạn mà đội trưởng ở đó.
Đối tượng đâu? Dạ đang ngồi bên kia. Qua bắt liền không đội trưởng? Vẫn chưa có động tĩnh. Dạ. Đi thôi. Dạ. Dạ. Hắn đi rồi. Bám theo. Định dùng chiêu đánh lạc hướng à? Phim được dịch dạ, và lồng chia nhau ra tại Phim TV. Bắt đám người nước ngoài lại. Dạ, đội trưởng. Tôi là cảnh sát. Cần lục soát không? Tôi đã bỏ đi rồi đội trưởng à. Còn nói gì? Chỉ để lại cái vali thôi. Cứ bám theo đi. Thưa đội trưởng, tên đó cũng để lại vali rồi. Chuẩn bị đi, mục tiêu tới rồi. Dạ. Dạ rõ. Đi thôi.
là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Máy đi. Nếu là người khác thì anh tiêu chắc rồi. Chỗ này không an toàn đâu. Đi chỗ khác nói chuyện đi. Đủ. Có bắt rồi cũng phải thả ra. Mình không làm được gì hắn. Đã vậy chúng ta còn đánh rắn đồng cỏ nữa. Không phí công sao? Nhưng đã 10 năm rồi đó đội trưởng à. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất để chọn thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ bí mật lần này có tên là chuyên án sâu. Cậu sẽ phải ẩn mình trong băng nhóm tội phạm trong một khoảng thời gian dài để điều tra và truyền tin cho cấp trên, nhằm tiến hành truy bắt và tố tụng. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường rồi tạo thân thế giả.
nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Chỉ có tôi là cấp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh cho cậu và biết thân thế thật của cậu. Cậu có thắc mắc gì không? Tôi phải thực hiện nhiệm vụ này tới khi nào? Cho tới khi chúng ta bắt được mục tiêu. Tới khi nào bắt được Tony, khi đó cậu được nghỉ. Ráng tìm bằng chứng để bắt được hắn đi. Anh làm gì nói dễ lắm vậy? Anh cũng biết hắn rất là cẩn trọng mà. Có bao giờ tin ai đâu. Thậm chí là hôm nay hắn muốn giết anh. Hắn còn không cho tôi biết mục tiêu là ai cơ. Tony có vẻ thù hận đội trưởng lắm đó. Cho nên hắn mới tìm mọi cách để trả thù. Thậm chí hắn còn phái tới hai người để thực hiện nhiệm vụ lần này đó. Như vậy là không hay rồi. Nhưng cậu có chắc chắn tên còn lại đã chết rồi không? Đừng coi thường khả năng của tôi chứ. Bắn hắn ngã từ tòa nhà cao cỡ đó, không chết thì cũng tàn phế thôi. Cậu đừng quá chủ quan. Nếu hắn sống và quay về báo cáo Tony, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Trừ khi hắn có chính cái mạng thì mới sống sót nổi. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện đó là do tôi làm chứ? Hắn cử hai người tới muốn giết chết tôi. Một người bị bắn chết, một người còn sống. Tony sẽ nghĩ sao? Cách tốt nhất, cậu nên quay lại kiểm tra cho chắc chắn, xem hắn chết thật chưa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chuyện gì? Ông chủ muốn gặp anh gấp. Ok. Xong rồi. Nhưng tôi nghĩ anh dẫn đến bệnh viện để kiểm tra lại. Tôi chỉ quen khâu giá cho chó thôi. Tao đã nói rồi, đừng có nhìn mặt tao. Xin lỗi. Ugh.
Anh đến rồi hả Mọt? Gánh 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 à? Hàng Hàng ở chỗ bệnh quá. Gánh ở tiệm quà. Gánh ở cuối cùng thì em cũng đã quay về. Em đừng lo nữa Gân à. Nơi này sẽ là nơi yên nghỉ cho em. Ngủ ngon nha. Hãy cho anh thời gian. Kẻ nào ám hại em, anh sẽ bắt kẻ đó trả giá bằng mạng sống. Anh hứa với em. Xin mời ngài ạ. Tại Phim TV.
cậu ngồi đi. Không phải cậu nói kế hoạch chắc chắn lắm hay sao? Tôi thấy chắc tiêu thì đúng hơn. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng. Ê, không cần phải xin lỗi tôi làm gì. Chỉ cần cậu hoàn thành tốt việc đã hứa là đủ lắm rồi. Hả? Chắc chắn rồi. Ta phải trừ khử gã xôm trai thích ngán đường này. Nhưng bây giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện gì mà quan trọng hơn thằng xôm trai vậy? Tôi nghi trong chúng ta có nội gián. Hả? Có nội gián à? Sao có thể được? Hai đứa tôi cử đi trừ khử xôm trai, có một đứa bị mất tích. Sau khi hư chuyện, tới giờ nó vẫn chưa quay về nữa. Lớn chuyện rồi. Không được, không được. Nếu có nội gián đúng như lời cậu nói, lấy được bằng chứng chuyện làm ăn của chúng ta, thì lần này cả đám Tiêu Tùng là cái chắc rồi. Chuyện này tôi đã biết. Tôi đang khẩn trương cho người xử lý vụ này rồi.